đủ. Ôi giời. Ôi Bình ơi, mệt quá mình ơi. Lại làm sao? Tết nhất đến nơi rồi. Ôi, nắng quá, đi cấy về mệt quá. Ô, Mình ơi. Sao? Sao nhà mình lại nhiều đồ Tết như thế này hả Mình? Chờ ông hỏi cái câu này xong ấy, khéo là hết Tết rồi đấy. Ô, tôi nhớ là lúc tôi đi làm đồng, đã làm gì có cành đào, đã làm gì có bánh trưng. Ừ. Mình ơi, sao ở đâu tự dưng lại mọc ra bộ bàn ghế đẹp thế này? Ừ, thì đúng rồi. Ê, tôi làm ra đấy. Mình làm ra? Ừ. Ủa, mình làm thế nào mà ra được cả bộ bàn ghế? Lại còn ra cả bánh trưng với cả cành đào nữa. Tôi đi làm từ sáng đến giờ, đói meo ở bụng này mà có ra cái gì đâu. Mình khác, tôi khác. Tôi làm công việc khác, kiếm ra nhiều thứ hơn. Mà nói thật ra, cụ Lý cho đấy. Cụ Lý cho á? Ừ. Ô, cụ Lý tốt nhỉ? Sao cụ Lý lại cho mình? Thì khổ lắm, cụ Lý thấy nhà mình nghèo, thấy tôi chăm chỉ vất vả, cụ Lý thương, thế là cụ Lý cho đấy. Thế à? Ừ. Cụ Lý bảo là nhà mình nghèo, cụ Lý cho à? Mình ơi, để tôi mang bánh chưng với quà này sang bên nhà thằng Tuất với thằng Dần cho chúng nó, bởi vì nhà nó cũng nghèo như nhà mình nhá. Sao đây? Ở đâu ra mà làm của thế? Tôi làm vất vả mãi mới được đấy. Của đâu mà cho, thóc đâu mà đãi gà. Tôi làm vất vả được một ít thế này, ông lại mang đi cho. Đúng là cái đồ ngố. Ừ, cụ Lý tốt như thế. Thế để tôi sang tôi cảm ơn cụ Lý nhá. Không cần. À, tôi cảm ơn rồi, không cần đâu phải cảm ơn đâu nhá. Mình cảm ơn rồi à? Thế thì để tôi sang tôi bảo thằng Dần với thằng Tuất là cũng bảo vợ nó sang làm cho cụ Lý, rồi cụ Lý lại cho nhiều quà, cho bánh này, cho cành đào này, cho cả bộ bàn ghế nữa. Không ai vạch áo cho người xem lưng thế cả. Vạch áo cho người xem lưng? Sao mình lại xui tôi thế? Tôi đi làm về bẩn đã tắm đâu mà vạch cho người ta xem, người ta lại cười cho. Mà đấy, nói. Thôi, mình đi tắm cho tôi nhờ nhá. Mặt mũi kiểu lem nha lem nhem, người thì bốc mùi hôi ra. Đi tắm đi, xong rồi còn trông nhà. Để tôi đi làm tôi kiếm tiền, rõ chưa nhá? Đi tắm đi. Mình đi làm bây giờ? Thì phải đi làm kiếm tiền, chứ mình ngố thế này làm ra tiền mấy đâu. Nhưng mà đang nắng lắm, đi làm về lại ốm đấy. Không sao, tôi chịu được. Thôi, mình dậy mình đi tắm cho tôi nhờ cách, đi tắm luôn đi. Rồi trông nhà cho tôi, dậy, đi luôn. Nhanh. Thế mình chịu khó đi làm nhá. Mình đi làm còn được nhiều quà, nhiều bánh. Tôi đi làm từ sáng đến giờ, chả có cái gì vào bụng cả, đói lắm. Thôi, đi tắm đi, nhanh lên, đi nhanh lên nhá. Tôi đi nhá. Ừ. Đúng là chồng ơi là chồng, ngốc lắm cơ. Ông ơi. Đây. Con mệt lắm rồi ông ạ. Ừ. Rõ ràng là con thấy là ông con mình đi qua mấy vườn đào toàn cây đẹp mà ông có vào xem đâu ạ. Cứ đi thế này thì bao giờ mới đến nơi ạ? Thế mà mày sinh ra cái giờ hỏi đấy hả? À? Dạ không ạ. Mày hỏi gì mà hỏi lắm thế? Dạ. À? Mà ông đã dặn cho mày bao nhiêu lần rồi? Ngày Tết mày đi sắm đồ thì mày phải vui vẻ, mày tươi cười đó chứ. Mặt mày cứ khó đăm đăm thế à? Hả? Dạ. Qua mấy cái vườn đào kia là đào bình thường. Ông là ông đi chọn cái loại đào thất thốn cơ mà. Dạ. Đào thế thất thốn, con hiểu chưa? Dạ vâng. Ừ. Mà này, quên ông hỏi, lúc nãy trước khi đi là bà gọi riêng mày ra nói cái gì? Đấy ông ạ, chính vì thế nên là con mới thắc mắc với ông ạ. Lúc mà ông con mình đi ấy, bà bảo con là hôm nay ông chọn cây đào như thế nào thì về kể với bà y nguyên như thế.
Ví dụ như mà bây giờ ông sẽ chọn một cây đào nó biết nói thì liệu mày về mày có kể với bà không? Ô kể chứ ạ. À. Ôi, cây đào mà biết nói ông, cây đào biết nói hay như thế thì con phải về con kể cho bà chứ ạ. À. Này này, mày có muốn ăn cả cái ba to này vào mồm không? Hả? Dạ ông ơi. Hả? Dạ, không ạ. Ông là người nuôi mày nhá, lo lắng cuộc sống cho mày, mày phải bênh vực ông chứ. Hả? Dạ dạ vâng ạ, con quên mất ạ. Ừ. Nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. Ừ. Bây giờ ông giao nhiệm vụ cho mày thế này nhá. Dạ. Mày ngồi trên cái cục đá kia nhá, quan sát. Khi nào mà có biến, dạ, mày nhớ để đánh động cho ông biết. Vâng. Bằng cách là thế nào mày biết không? Đào bà đào đến. Hiểu dạ chưa? Dạ con nhớ rồi ông ạ. Nhớ cho nhắc lại cho bộ ông dạ xem nào. Ví dụ như có biến. Ừ. Bà đào bà. Tốt. Chưa ông? Đấy cái ngoan thì cái gì mà chả có. Dạ, vâng ạ. Ông lại thưởng. Nhớ là các cụ bảo rồi, ăn đã vậy thì múa gậy làm sao. Dạ vâng. Trông cho cẩn thận nhá. Ông cho. Dạ con xin ông ạ. Dạ con ra kia con ngồi đấy. Ừ đi thôi cái gì đấy. Ông phải công nhận có cái này cái sai bảo nó dễ hẳn đấy. Nó ngoan như cún luôn. Ma đây. Hết cả hồn. Hến chờ anh có lâu không? Ông làm em đợi lâu quá, em đi về đây. Ê, bình tĩnh làm gì nóng thế. Ông phải đi đòi nợ chứ thì mới có tiền để cho Hến ăn Tết chứ. Ông đi đòi nợ à? Ê. Thế ông trả nợ đi. Này, riêng ông nhá, cả cái làng này nợ ông. Ông không bao giờ phải nợ bố con thằng nào hết nhá. Không phải là nợ bố con thằng nào, mà là nợ Hến. Ừ nhỉ, nợ Hến thì có mà nợ cả đời ấy. Còn Hến thì cũng nợ ông, trả nợ ông đi. Tí nữa. Tí đấy thì trả luôn đi chứ cần gì đây. À, mà này. Năm kia thì ông hứa với em là năm sau ông sẽ cho em về làm dâu. Ừ. Xong năm ngoái lại hứa là năm nay. Xong rồi đến năm nay thì định đến bao giờ đây? Yên tâm, sẽ có một ngày không xa. Hến hiểu không? Cái mụ cầm chìa khóa két rồi, bây giờ đuổi mụ đi thì đưa Hến về thì có mà ăn cháo à. Nhau. Từ từ để ông lừa ông lấy được cái chìa khóa két, sau đó thì ông đưa Hến về, chúng ta sẽ sống trọn đời hạnh phúc với nhau. À, hả? Của em đâu? Không, cả đời ông còn lo cho được cái gì mấy cái đồng ấy ra cái nhanh, gì nhanh ông nào. Vừa mới đòi về đây còn gì đẩy đây này. Từ 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 anh sẽ trả nợ Hến đi, mà Hến trả nợ anh đi nào. Rồi tình cảm cái ơi nào, từ từ. Ôi trời ơi, ui ôi ông ơi, bà đào ông ơi, kìa bà đào. Chết rồi, ông ơi. Đi. Nhưng mà em có biết làm sao đâu mà ngất. Ngất thì lại có cách. Ôi trời ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ôi trời ơi. Ông làm cái gì vậy hả? Ôi trời ơi, bà. Ôi giời ơi, ông làm cái gì thế này hả? Tôi chết rồi. Ôi giời ơi, bắt này thì nó đòn rồi. Sắp thăng rồi, khổ quá chết đuối. Tôi đi kiếm đào thất tốn đi qua đây, thế cô này thì xuống dưới này để vặt hoa súng về để bày Tết chắc thế. Thế là bị chết đuối. Ôi giời ơi, khổ quá thế này. Đi ông, ông cứu đi. Bớ người ta, bớ người ta, có người chết đuối. Bớ người ta. Ôi trời ơi, làm loạn lên. Năm hết Tết đến rồi, kêu người chết đuối nó rông cả năm. Ôi giời ơi. Mà thôi ông chép ra. Hả? Ông làm như thế thì bao giờ nó mới tỉnh để tôi. Làm cách nào? Lùi ra. Ôi trời.
ôi thôi thế rồi. Ôi tỉnh rồi. Ôi mình tỉnh rồi. Khiếp khiếp. Ôi mình giỏi quá. Mình giỏi thật đấy. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trời ơi. Ôi giời, để tôi chăn nào. Ôi giời, nó bảo ngất mình còn được mở mồm nói thối quá. Ôi nhưng mà mồm phải thối em không thể chịu được thối lắm. Mình không hiểu cho anh bao nhiêu năm rồi có chịu được đâu. À mình ơi. À thế là đã cứu được cháu, nó tỉnh rồi. Thế là mình đã làm phúc rồi, thế là ta đi về đi nhỉ. Thôi nhá. Đủ rồi nhá. Diễn kịch như thế là đủ rồi nhá. Tưởng qua được mắt bà. Thích mèo mả gà đồng không? Nhá. Chết đuối cái gì? Keo này làm sao mà chết đuối được? Hả? Chết đuối bằng người khô kia. Thế mà chết đuối à? Làm như bà không biết đi, định qua mặt à? Khổ quá, nhưng lên đây nó là khô rồi. Khô rồi. Con kia. Thứ nhất là đưa tiền đây cho bà. Ơ. Tiền nào ạ? Tiền đằng sau lưng mày ấy. Đưa đây. Tôi đánh rơi. Đây. Mất tiền của tôi đi. Đưa đây. Thứ hai ấy là đưa cái gậy của ông đây. Ôi trời ơi. Đây. Thứ ba là chết thế mà. Ôi trời ơi. Cái đi. Rồi, nhưng mà anh bảo này, tức giận là kẻ thù của sắc đẹp đấy. Phải đấy, nhân tiện cái cơ hội này, mình về chơi tiếp. Ừ đấy, về nhà anh thì mình lại tiếp tục vui vẻ nha. À, hai người định đi về đâu đấy? Tôi đi tìm Quất. À, tìm Quất? Đi tìm Quất thế. Ôi trời, hóa ra bây giờ tôi mới hiểu một điều. Tôi thì đi tìm Đào, còn bà thì đi tìm Quất đúng không? Cây quất đây đúng không? Thứ nhất là cây quất đây. Thứ hai, bà cho tôi mượn cây gậy. Cây quất đấy phải không? Quất à? Chưa đến Tết đã quất vợ ông à? Ôi giời ơi, ông thì chơi đào, bà thì chơi quất. Ông thì ăn chả, con bà thì lại ăn nem. Hại não lắm. Tuất đâu rồi? Tuất đâu? Tuất đâu? Tuất! Dạ! Con đây ông ơi! Con đây ạ! Mày làm cái gì thế đấy hả? Dạ! Thế mày có nhớ ông dặn cái gì không? Dạ! Ông có dặn con cái gì đâu à? Tôi chết rồi! Dạ! Cái óc của mày để đâu đấy hả? Cơ bản là ông có dặn con cái gì đâu mà ông cho con nhiều việc quá thì làm sao mà con nhớ được? Ăn thì chả có mà ăn, cứ bắt nhớ làm việc nhiều quá. Ôi giời, ông đã bảo mày từ trưa nay ấy, để đi tháp tùng ông để sang cái làng bên kia cỗ. Mày không nhớ à? Dạ con nhớ ạ. Nhưng mà sáng nay bà lại bảo con là ra rào lại cái hàng rào. Hôm qua con lợn nó sổng ra nó rúc, thế là nó rách. Rồi là gà nhà mình nó chạy ra ngoài. Con làm suốt từ sáng là con có được nghỉ đâu. Ủa thế à? Tại bà giao việc cho con làm hàng rào đấy chứ.
Ê, nào tao đấy. Ôi giời, bà lại vả cho một phát nữa cho mà tòe mỏ mày ra bây giờ. Chứ bà lại đánh con. Sao lại đánh nó? Mày điêu lắm nhá. Điêu mồm không ăn được da non đấy. Ai bảo mày là bà giao việc cho mày là sửa cái bờ rào? Rõ ràng là con nhớ là bà. Mày vẫn cãi à? Mày có thích cãi không? Bà lại vả cho một phát nữa cho tòe mỏ ra bây giờ. Hả? Hay là cái lúc ấy bà gọi mày, mày còn này ngủ trương tay dãy ruột ra hả? Ngáy thì không vẫy tay. Cho mày một trận bây giờ. Chắc là con trong giấc mơ con thấy bà giao việc cho con thì bụng trèo theo trống à? Trèo theo trống à? Nuôi mày chỉ có tốn cơm tốn gạo thôi nhá. Nói suốt ngày nói dối thôi nhá. Hóa ra là cái chuyện đấy là ở trong mơ ấy gì? Vậy thì ông cho mày ăn cũng ăn trong mơ luôn nhá. Nhịn luôn. Cho nhịn. Vào trong nhà chuẩn bị tay nải. Đưa ông sang bên làng bên cô. Dạ vâng ạ. Sẽ có cái thằng người ở thế này. Nói dối như quậy. Còn cả ông nữa đấy. Tôi đi làm sao? Đi sớm rồi mà về nhá. Chứ đừng có ngồi lây la tổ tô mày đi đến tận đêm đấy. Lâu lâu mới đi một lần. Không phải để cho tôi thoải mái chứ. Ừ. Dạ. Dạ cái gì đi? Dạ, con mời ông ạ. Chả được cái tích sự. Nhanh nhanh cái chân lên. Đi cứ lờ đà lờ đờ chứ thằng chết đói ấy. Đứa ông còn chết đói đến nơi rồi ạ. Từ tối hôm qua đến bây giờ con đã được ăn cái gì đâu. Nào mày... Dạ. Vụt cho mày gãy tay bây giờ. Ông ơi, ông cho con xin một cái chim như thế này thôi. Không con lả ra đây mất ạ. Này, chim cũng không được mà cò cũng không nhá. Nhá. Đây là ông đang phạt mày. Nhá. Cái tội mày là tội toàn lừa dối thôi. Nhá. Mày mà còn như thế này nữa thì ông còn phạt mày cả tháng cho mày ăn cái gì luôn. Ôi ông ơi, con có phải con cố tình con nói dối ông đâu. Có phải là con có cái tính chi trá đâu. Chẳng qua là vì nhà có mỗi mình con. Thế mà ông giao cho con còn bao nhiêu là việc. Làm từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt con cũng không xong việc. Có một đêm con ngủ có được một tí thì sáng sớm ông lại gọi. Thế là đúng sáng nay thì con vừa mới chợp mắt một tí ông gọi đấy chứ. Chứ không phải con chi trá với ông đâu. Làm quần quật từ sáng đến đêm khuya. Dạ vâng. Thế sáng nay lúc ông gọi mày cứ đang ngủ đến lúc gần trưa rồi còn gì nữa. À. Dạ đêm qua con có được ngủ thế nào đâu. Mày làm cái gì mà không ngủ? Tôi ông ta. Không có nói nhiều, đi về. Con phải nhịn. Ôi trời ơi ông ơi. Con xin ông. Động to rồi. Ông ơi, con đã động vào người ông đâu mà ông bảo là động. Ở đây ta nói là không phải động vào người mà là động mô động mã. Không phải là nhà anh động mà cái người đi cùng anh ý. Ôi dồi. Tức là nói là ông nhưng mà ông nghe xem ta nói cái gì. Nghe làm cái gì cái thành phần bói dạo bói đường. Cứ đi về. À, về đi. Vợ tuổi dân chồng tuổi hợi. Súng to rồi. Này, hôm trước là mới bị ngã đúng không? Ông ơi, bà nhà mình tuổi gì không? Dần. Ông tuổi... Hợi. Ô, thôi, mà đúng là hôm trước ông vừa ngã còn gì? Sao không biết nhỉ? Đi về ông ơi. Về cái gì? Tại sao người biết được? Làm thầy thì cái gì người ta chả biết. Cái con cọp cái này là nó có một cái bớt ở lưng. Ông ơi, bà nhà mình có bớt ở lưng cả ông? Đúng rồi. Ông là tài thế nhỉ? Ông mới thông manh, mù dở mà ông ấy giỏi nhớ không nhỉ? Mặt thì xinh đẹp đấy, hiền dịu đấy. Thế nhưng mà lấy về nhà này thì lại trùng với cái bà cô tổ bảy đời nhà ông. Đâm ra là...
phúc không có nhưng họa thì nó đến nơi rồi. Ở cái chỗ nhân trung cái kìa, có hai cái đường giao nhau cái kìa, con hổ cái nó nằm ở đấy, mà hổ cái nó há mồm ra nó định đắp đắp cái con lợn này này. Xem nào. Thầy ơi, thầy, thế giờ phải làm thế nào ạ? À, chịu. Thiên cơ bất khả lộ. À, thôi thôi, à, thôi thì cũng là cái nhân duyên gặp thầy ở đây. Dạ thôi để mời thầy đến nhà, thầy ngắm nhà hộ cái ạ, ngắm hướng hộ rồi có thể là thầy cũng giúp hộ hết bao nhiêu tiền, dạ tôi xin gửi ạ. Anh đừng nói chuyện tiền với tôi không phải thầy cúng, tôi là thầy phong thủy, mà thầy phong thủy nó là chuẩn nhá. À, thầy phong thủy ạ. Ờ. Vâng. Thế, dạ bây giờ thì để mời thầy qua nhà tôi xem giúp hộ tôi cái ạ. Đúng là cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp đấy ạ. Quan trọng ở đây ấy là nó còn phải tùy duyên, tùy tâm, tùy cái đức. Tôi về tôi ngắm nhà anh. À, nếu mà đúng duyên, đúng phúc, đúng phần ấy thì tôi chỉ cần chấn niệm một cái là đâu vào đấy nhá. Tốt quá. Dạ thế thì để mời thầy. Dạ vâng vâng vâng. Con. Dạ. Con đỡ dạ, thầy đi. Dạ vâng vâng vâng. Thầy con mời thầy ạ. Dạ, mời thầy ạ. Dạ vâng ạ. Con mời thầy ạ. Ôi trời ơi. À, thế cái tâm nó đã an chưa? À, thưa thầy, là an lắm rồi ạ. Thôi thì để mời thầy ra bàn xơi nước ạ. Dạ, con mời thầy ạ. Dạ. Vào trong ngồi. Dạ. Tôi nói cho nhà anh biết. Dạ. Cái bàn thờ nó là cái chỗ quan trọng nhất. Dạ. Thế mà cứ để nó tôi ngoác ra như thế thì có được không? À. Đấy nhìn xem, tôi che cái y môn vào, là mọi người vào không thể đập ngay thẳng mắt vào bàn thờ được. Dạ. Sau đó thì xung quanh nhà tôi đã chấn yểm hết cả rồi. Đấy. Dạ. Tự dưng bây giờ con hổ cái nó biến thành cái con mèo con đấy. Còn ông là con lợn, à tự nhiên này nó biến thành con lợn lòi đấy. Mà ông xem con mèo con thì nó làm gì thì con lợn lòi có đúng không? Thầy giỏi quá. Thế là cứ thế yên tâm là làm sống nhá. Con hổ dữ như thế mà thầy thế nào mà vặt cả nanh cả vuốt của nó được rồi đó rồi. Thầy quá là cao tay ạ. Cũng thú thật với thầy nè. Nhà này thì chả có gì ngoài đồ cổ ạ. Đồ cổ thì rất nhiều mà chả biết biếu thầy cái vật gì. Ấy. Tôi làm ở đây là làm từ cái tâm. À dạ vâng. Chứ tiền nong đồ vật nó không quan trọng. Dạ. Nhá. Cứ yên tâm mà sống là được rồi. Dạ vâng. À đây. Tôi đã chuẩn bị sẵn đây. Đây có một cái chum rượu phải nói là ngâm rất lâu rồi. Đây là chum rượu quý đấy ạ. Cái chum rượu này có những cái vị thuốc mà nó để nó chữa toàn thể lục phủ ngũ tạng đấy ạ. Rồi đó là rất quý thầy cho nên hôm nay mới bỏ ra để tặng thầy đấy ạ. Con này. Dạ. Như thế là xong rồi nhỉ? Dạ, xong rồi đấy, xong hết cả rồi đấy. Xong rồi thầy nhỉ? Dạ vâng. Vâng, thế là xong thôi. Đây con đưa thầy xuống dưới nhà ngang ấy để mời thầy ăn cơm xơi nước rượu. Dạ. Xong rồi con đưa thầy về nhá. Dạ vâng ạ. Thưa thầy là sau khi xem thầy chấn yểm giọng mà tôi hoa mắt chóng mặt quá. Phải nói là thầy rất là giỏi, rất là cao tay. Tôi xin phép một người cũng mệt mệt thì tôi vào tôi nghỉ một chút ạ. Thế thôi à? Ông ơi.
thầy thì làm từ cái tâm. Còn ông ấy thì cũng phải thành tâm. Nếu như mà mình không thành tâm ấy thì con sợ là nó không linh. Người ta gọi là tâm linh ấy. Tức là... Mày không phải dạy. Ông nói xong mới là xong cái vấn đề mà thầy giúp gia đình người ta. Dạ. Giúp xong thì ông phải có cái tâm chứ này. Dạ. Thế thì nó mới linh ấy. Đây rồi, ông chuẩn bị sẵn rồi. Bốc cốc bỏ đĩa. Thầy ạ, thôi thì trước hết là gia đình rất là cảm ơn thầy. Đây cũng gọi là có một chút lòng thành. Xin biếu lại thầy. Thế thì thầy xin nhé. Dạ vâng. Thôi thầy xin phép. Thầy về còn rất là nhiều việc. Không, thầy thầy xuống uống rượu đi đã. Được rồi. Con mời thầy ạ. Tôi xin phép xuống ăn uống xong rồi tôi về. Dạ vâng. Dạ kính thầy ạ. Vâng. Thầy cẩn thận ạ. Vâng, con mời thầy. Quý hóa quá. Công nhận giỏi. Hổ mà thế nào mà thầy bẻ mút bẻ nanh thành mèo. Quá giỏi. Thầy về nhé. Ôi dồi ôi, đã bảo đi cẩn thận rồi mình. Không sao, không sao. Mà thôi, không phải diễn nữa đâu. Đâu? Đây ạ. Thầy về cẩn thận thầy nhá. Tôi về nhá. Dạ, thầy lại nhà. Ông thấy không? Tôi phán chuẩn không? Có giống thầy phong thủy không? Vâng, ông phán. Không có cái thằng này nói cái bớt ở lưng thì cũng là phán vào mắt à. Thế mà là, này, sao ông hay thế? Sao ông lại biết bà ấy có cái bớt ở lưng này thế nào? Tối nào chả xem bà nhà tắm. Nhất là cái hôm trăng sáng ấy, cái bớt nó to thế này. Này ông ơi, hôm nào trăng 16 nó sáng vằng vặc thế, ông mở cửa tôi vào tôi xem một tí nhé. Rồi. thế nhá tôi đi về đây. Này cái gì về là về thế nào cái gì tí quên đây đấy cần của ông đây. Thôi nhá, cứ thế nhá. Bây giờ tôi về đây nhá. Nhớ đấy nhá, hôm nào đêm trăng sáng ấy. Này mai nhá, mai tao mở cửa cho mà vào. Tiên sư thằng xỏ lá, thằng mất dạy. Mày lại dám rình bà tắm à? Lại còn đi rêu rao kể cái vết bớt của bà. Được rồi, để xem. Biết tay bà. Ông ngủ à? Ông làm được một giấc rồi. Ôi dồi, ông đã làm một giấc rồi cơ. Thầy về chưa? Thầy về rồi ông ạ. Thầy cơm nọ rượu say thầy về rồi. Thầy còn bảo là cảm ơn ông, bình rượu ngon quá. Bà ông ơi, con nói thật nhé, hôm nay đúng là một ngày đẹp đấy. Một ngày đẹp rồi ông mới trợ duyên gặp được thầy. Thầy mới hóa giải con cọp thành con mèo. Trước hết là ông phải nói là phải ghi nhận cái tình cảm của con. Dạ, chính vì thế là ông để cho con ăn cùng với thầy bữa là no nề còn gì nữa. Đấy là chưa kể nhá, là cái chùm rượu của ông, rượu quý đấy.
Ông cứ nói đổ oan cho con gì, con cũng chỉ tiếp thầy thôi, cũng chỉ gắp được đôi ba miếng chứ làm gì mà no. Con Bình Diệu á, không biết không? Úi dồi ôi, ông ơi, con có được ông nào ơi, đâu. Ôi, này, tôi bảo này, cái chung rượu ở dưới gầm bàn, ông đã uống chưa đấy? Cái chung rượu... Ở dưới gầm bàn ý, ông đã uống chưa? Tôi có uống đâu. Ôi, chưa uống cái gì? Ừ. Ôi, may quá, may rồi, không sao rồi. Không sao mà, tôi đã cho cái thằng Tuất này mang tiếp thầy rồi. Mang đi tiếp thầy á? Ừ. Bình rượu đây là ôi, sao tôi hả? Chết rồi. Sao hả? Chết thầy rồi. Sao thế? Ôi dồi ôi, đấy là cái bình rượu độc. Tôi lại để nhầm ở đấy. Còn cái bình rượu của ông ở bên phòng của tôi cơ mà. Bà thế ơi, là mang đi cho thầy rồi à? Bà ơi, cái rượu ấy độc như thế nào hả bà? Sáng uống, chiều đi luôn. Ôi dồi, sáng uống, chiều đi luôn à? Ừ. Này, ôi dồi, mày là cái thằng tốt này nha. Cái ông thầy uống tham quá, không cho nó một giọt nào. Thầy uống tham lắm à? Ừ. Ôi dồi, thế thì chết thầy chứ còn gì nữa. Ừ, mày cứu được cái thằng... Con uống hai chén rồi ông ơi. Tao mày bảo mày không được giọt nào. Con nói dối ông ạ. Bà ơi, chuyện làm thế nào bây giờ? Mày vừa mới uống à? Dạ vâng. Thế thì khả năng là mày sắp đi luôn rồi đấy. Bà ơi, bà biết là mình chịu độc nhưng bà có biết thuốc giải ở đâu không hả bà? Thì đương nhiên là tao phải có thuốc giải rồi. Bà cho con xin, bà ơi, bà cho con xin, con không có tội gì cả, bà cho con xin con uống để giải độc cho con ạ. Bà ơi, mày không phải diễn trò, không phải nói dối nói giá nữa. Sao? Mày qua mặt được ông nhưng mà không bao giờ qua mặt được bà nhé. Con có làm gì đâu ạ? Bây giờ muốn thuốc giải không? Là có. Mày khôn hồn mày khai ra nhá. Mày còn nói dối ông, nói dối bà những cái gì nữa hả? Con có nói dối gì đâu mà con sống thật tâm mà con nói. Thế thì mày đi luôn. Bà cho con xin nước dài, con xin nói hết ạ. Ông ơi, con xin ông tha tội cho con ạ. Tội của con là con cấu kết với thầy phong thủy để lừa tiền của ông bà. Còn tội gì nữa? Đã hết rồi ạ. Nói. Được ạ, con còn một tội cuối cùng thôi ạ. Nói. Ông ơi, con có một tội nữa là con hay dịch mà tắm bà tắm vợ. Bà chỉ muốn cào mày ra thôi. Ông nghe thì nó nói gì chưa? Tôi nói thì ông cứ bình nó chậm cơ. Đấy. Bà ơi, bà cho con xin thuốc giải bà ơi. Thuốc giải à? Này bà nói luôn cho mà biết nhá. Chả có thuốc độc nào cả. Bà chỉ giả vờ như thế thôi. Để mày phải khai ra, mày đã hiểu chưa? Ông sáng mắt ra chưa? Đúng rồi. Nuôi ông tay áo, nuôi cáo rồi nó bắt gà nhà mình. Cái thằng kia, cút. Đứa nào gọi đây? Tao gọi đấy. Ô, bà gọi à? Mày láo nhỉ? Bà gọi ông chứ bà gọi mày à mà mày thưa? Dạ, thì ông dặn con là... Bà lại bổ cho một phát bây giờ chứ lại. Ông dặn con là ai gọi thì thưa hộ. Con lại tưởng là con sen nó gọi ông. Chứ thì mày lại hóa là mày bảo bà là con sen à? Hả? Con xin lỗi bà. Ông đâu? Bà hỏi lạ nhỉ? Bà hỏi là con lợn nó ăn chưa? Hoặc là con chó nó quanh quẩn ở chỗ nào thì con còn biết. Chứ ông thì làm sao mà... Bà nuôi mày nhá, cho mày ăn nhá, quần áo mày mặc nhá. Để bây giờ mày trả treo bà có đúng không thằng nô? Mày ấy, mày là cái thằng nặc nô chứ không phải là thằng nô đấy nhá. Bà cứ quá lời. Thế con già trả treo bà bao giờ? Thế ông đâu? Con đã bảo là làm sao mà con biết được. Thì từ sáng đến giờ mày ở nhà thì mày không nhìn thấy ông đâu à? Sáng con dậy, con bê nước cho ông rửa mặt. Sau đó ông
ăn, xong ông uống chè, xong ông ra sân ông tập thể dục. Tập thể dục ông... à? Vẫy, vẫy, vẫy. Lại vẫy à? Vâng. Vứt. Vứt hả bà? Ờ. Thế thôi. Thôi cái gì? Ờ, thế mà ông đâu? Mày đã trả lời bà đâu? Ô khổ quá. Thế thì con chỉ biết đến đoạn đấy thôi chứ. Sao? 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 Mày, sau đấy con đi, con đi con xuống con sắc thuốc. Con sắc thuốc cho ông. Thế sắc xong rồi đang định mang lên thì bà gọi đây. Thế tức có nghĩa là ông chưa uống thuốc à? Chưa. Ôi thì chết rồi. Sao ạ? Thuốc thang thì phải theo uống theo giờ nó mới có công hiệu chứ, lại thầy đã dặn như thế rồi. Thế bây giờ mà ông mới không uống thì cứ bảo làm sao? Bà choán lắm rồi. Bà ơi. Bà. Hay là con uống nhá. Mày láo nhỉ, mày láo nhỉ. Bà ơi bà. Bà ơi, con bảo. Cái gì? Mày làm gì đấy? Bà bỏ cái chân này xuống. Khổ quá, bà bỏ cái chân này xuống. Bà đưa cái chân này lên. Rồi làm sao? Con thấy bà là nào là mời thầy rồi bốc thuốc, thuốc nọ thuốc kia, sắc lên sắc xuống mà ông uống xong bà vẫn bảo choán lắm. Thì choán thì ta chỉ bảo là chán thì ta lại bảo là được à? Bà ơi, bây giờ bà phải thay đổi cách đi bà. Phải trong công ngoài kích. Thế là thế nào? Con nghe người ta nói ở làng bên ý, có ông Lang Vẩu. Ông ấy chữa tốt lắm. Chỉ cần qua sông. Thằng mất dạy. Mày lại định chơi chữ với bà đấy à? Mày bảo là qua sông đấm cái gì? Cái gì? Bà. Mày vừa định nói đấy còn gì? Thì con bảo là qua sông là đến nhà ông Lang Vẩu đấy. Thế sao ông nói liền vào? Mày lại nói ngất quãng ra bà lại tưởng. Giời, bà cứ toàn suy bụng bà ra bụng con này. Mày lại cãi đi. Thế bây giờ là qua sông là sang nhà ông Lang chứ gì? Dạ vâng. Thì ông ấy chữa thế nào? Mà ông Lang này chữa hay lắm. Không có bốc thuốc bốc thuốc gì đâu. Ông ấy không hiểu là ông ấy ăn lộc của nhà ai, của người nào mà ông ấy chỉ dòm thôi là khỏi bà. Bách bệnh tiêu tán là vạn bệnh tiêu trừ luôn. Dòm vào đâu? Tức là ông ấy nhìn ý. Tức là người bệnh sang là ông chỉ dòm thôi chỉ à? Chỉ dòm thôi mà khỏi. Thế mới lạ chứ. Dòm mà khỏi. Mày để bốc phép với bà. Người ta bảo có bệnh thì phải vái tứ phương. Bà tốn bao nhiêu tiền để gọi là sắc thuốc cho ông mà còn choán. Bây giờ mày lại bảo là có thầy lang mà dò một cái mà lại được á. Không mà bốc phép. Thế bà không tin con thì thôi. Con chỉ nói đấy thôi. Bà muốn hết choán thì bà nghe. Còn bà không thì thôi. Con đi xuống con. Này. Gớm ấy làm gì mà dỗi. Ngồi xuống đây bà bảo. Ngồi vào đây. Mày là cứ thấy để bà chiều là mày cứ bắt nạt bà đấy nhá. Mày chả biết thừa thì mày là tâm phúc của bà còn gì. Bà đi đâu thì bà chả mang phần cho mày, có đúng không? Vâng. Này. Bà choáng lắm. Mày biết ông mày như thế nào rồi đấy. Mà bà tốn bao nhiêu tiền để sắc thuốc cho ông mày. Có ra đâu vào đâu đâu. Vâng. Thế cho nên là mày đi tìm ông về đây. Vâng. Nhá. Thế xong rồi là mày dắt ông sang cái chỗ ông thầy Lang Vâu, Lang Vẩu gì đấy nhá. Để ông ấy dòm xem là ông có khá lên được tí nào không. Này, nếu mà ở cái vụ này mà được nhá, là bà sẽ thưởng to cho mày, được chưa? Bà nhớ đấy nhá. Chị trẻ nhớ. Thế con đi tìm ông. Đi đi. Dạ vâng vâng. Bà. Cái gì? Thì bà cầm bát thuốc. Hoặc bà uống luôn đi, không bổ đông thì bổ tây. Con đi tìm ông, bà nhá. Đi nhanh lên. Dạ vâng ạ. Đi sớm thì phải sớm đấy. Vâng, vâng, vâng. Ông mày không uống thì bà uống. Không bổ đông thì bổ tây. Khách đến đến chơi nhà là khách đến đến chơi nhà. Cái gì đây? Anh làm gì ạ? Anh có làm gì đâu. Anh làm lông dân. Em không đùa đâu đấy.
Mà sao hôm nay Lụa lại bán hàng một mình, có buồn không? Không bán một mình thì bán mấy mình? Hôm nay ấy, anh ra là anh thèm ăn trứng của Lụa. Trứng đấy, anh ăn mấy quả thì ăn. Ừ, nhưng mà ý anh nói là trứng nào mà sinh nở được ý. Trứng của Lụa cái kia. Mỡ đấy mà húp. À, Lụa nói đấy nhá, mỡ đấy mà húp nhá. Ô, húp luôn. Tôi không đùa đâu đấy, tôi la lên bây giờ. Đâu rồi? May quá, tí chết. May thật. Này, tôi la lên bây giờ đấy. Lụa cứ la lên đi. Giữa trưa hè nắng thế này, tôi thách bố con thằng nào ra đây đấy. Bố đây. Ông à. Ông ra lúc nào ông chẳng nói với con. Giữa trưa mà mày dám trêu ghẹo con gái nhà lành à? Hả? Dạ con không dám ạ. Tại vì con thấy cô Lụa bán hàng một mình, con thấy cô ấy buồn quá, con ra con nói chuyện với con mua hàng cho cô ấy thôi ạ. Thôi đấy không phải việc của mày. Ông có trông bây giờ. Dạ. Ông ơi, con đội ơn ông ạ. Dã mở cái làng này, ai người ta cũng đứng đắn, tử tế như ông thì chúng con được nhờ ạ. Ừ, con gái là phải giữ gìn. Mà này, cái yếm bị lệch rồi, để ông sửa cho. Ông kệ con ạ. Không kệ, cái váy cũng nhầu lắm. Ông làm cái gì đấy? Giật cả mình. Mà ông dặn mày ở nhà trông bà, dọn dẹp nhà cửa, ra đây làm cái gì? Dạ vâng, thì con vẫn làm như lời ông, là con ở nhà con trông bà với con dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà bà bắt con đi tìm ông. Tìm làm gì? Thì bà bảo là bà đã gặp được thầy thuốc, người ta có bài thuốc bí truyền để chữa bệnh yếu cho ông. Yếu? Yếu cái gì? Ông khỏe thế này. Lụa nhỉ? Ông ơi, thôi ông về đi, không bà mong ạ. Ông về luôn đi. Mai ông lại ra. Thằng kia. Dạ. Lên đây. Ông gọi con à? Lên đây. Quỳ xuống. Ừ. Ông ơi, sao ông lại bắt con quỳ à? Quỳ để cõng tao. Ông ơi, ông khỏe như thế mà đi từ đây về nhà có một đoạn thì ông đi bộ cũng được, cái gì ông lại bắt con cõng? Thế bên em mày chả bảo tao yếu còn gì. Con bảo ông yếu ấy. Lại yếu cái kìa. Với bà thì tao yếu nhá. Với bên ngoài ấy, nhất là con Lụa ấy, thì còn lâu nhá, thế này nhá. Con xin ông. Ông có tuổi rồi, ông đừng tớn lên như thế, nguy hiểm lắm. Không, tao nói cho mày biết, cái đấy, cái sức khỏe về sinh lý là cái sĩ diện của thằng đàn ông. Dạ. Mà trước mặt con Lụa mày dám nói tao yếu, cái tổ đấy đáng đánh đòn, đáng chết nhá. Vâng, con biết rồi. Vì thế mày phải cõng tao. Ôi trời, khổ thế chứ này. Cái mồm làm tội cái thân. Ông gì, cái gì mà lên con đấy? Cái gậy, không có gì. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Đây. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Biết thế rồi còn không bảo ông yếu nữa. Sao? Ông ơi. Ơi. Con đã cõng ông mệt rồi. Ông lại cứ dí cái gậy vào lưng con đau chết đi được. Đâu? Gậy của ông đây cơ mà. Ôi dồi. Thế hóa ra là... Ôi dồi ôi. Bảo sao ông ôm con chặt thế. Ôi dồi ôi. Ai à? Ô Mai. Dạ. Mày vừa bảo là ông ô Mai hả? À, ông ôm con. Bởi vì con cõng ông. Thế là ông ôm con chặt lắm bà. Mày bảo ông yếu, mày phải cõng ông là đúng rồi. Dạ thưa bà. Là con chót bảo là ở chỗ quán nhà con ấy là... Con...
Con bảo con ạ. Con bảo là ông yếu ạ. Có thật không? Thật. Ai cho mày nói đúng thế hả? Thế ra bà tâm sự với nó là tôi yếu à? Cái việc này mà bà nói, thảo nào nó biết, nó rêu rao khắp cả làng. Xấu hổ tôi. Thơm chửa chứ ông nghĩ là tôi để định vạch áo cho người xem lưng à? Mà cái thằng này nó là thằng nào? Nó chả là tâm phúc của ông đấy thôi. Ông nuôi nó từ tấm bé đến giờ, có cái việc gì trong nhà mình mà nó không biết đâu mà để tôi phải kể. Thế nói tóm lại, bà sai nó gọi tôi về đây có việc gì? Thì có việc thì tôi mới bảo ông về chứ lị. Này, cái việc này quan trọng lắm nhá. Việc gì? Thằng nó hồi, nó bảo với tôi là ông ý, là chỉ việc qua sông. À, thằng này, mày bảo ông qua sông đấm đá cái gì hả? Ủa, quá nhỉ? Thế bây giờ con lại phải nói lại từ đầu à? Thì mày nói đi. Thôi, con không nói đâu. Ông có đi thì đi, không thì con xuống rồi con sắc thuốc ấy. Thôi, tôi bảo này, ông đi luôn với nó đi. Đi ông đâu? Còn đi đâu nữa? Đi qua sông, rồi là nhờ thầy lang, thầy giúp cho nó cải thiện hơn chứ còn thế nào nữa. Thế thì... Đi! Mày lại cõng ông. Ôi giời, con lại phải cõng ông à? Mày bảo ông yếu cái gì nữa. Ôi giời ơi. Cõng ông đi. Thế nhưng mà ông đừng ôm con chặt như lúc nãy nhá. Ông biết rồi. Ôi. Này cõng ông cẩn thận đấy, không ông ngã. Ôi giời ơi. Chuẩn. Thầy Lang đâu? Dạ? Thầy Lang đâu? Sao không biết được? Thế mà lúc ở nhà mày nói với bà như đúng rồi. Thì con cũng nghe cái ông lái đò ông nói như thế nào rồi con nói lại như thế chứ. Sao con biết được? Thầy Lang vẩu. Thầy Lang vẩu này chắc chắn nó bị vâu. Có thể. Chắc chắn nó bị vâu. Gì à Mỹ? Đấy. Thì chứ đúng là vâu còn gì nữa. Vẩu thật nhỉ. Về. Về. Sao mà về? Ăn nói như thế thì. Về. Ôi giời. Thầy. Dạ, con xin thầy thứ lỗi. Ông con nhà con là đường xá xa xôi lặn lội mãi mới qua sông sang được đến đây. Vừa mới qua sông sang được đến đây cái thì dạ. Thì làm sao? Anh nói nốt câu với tôi xem. Dạ. Đừng có vậy bạn. Ê, qua sông thì gặp thầy. Thế thì được. Dạ thưa thầy, chả là con nghe ông lái đò ông nói, rồi bà con ở trong làng người ta nói, rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa về tiếng thầy. Tiếng dữ? Tôi làm gì có tiếng dữ gì mà đồn xa? Hả? Tức là các cụ nói lại như thế thì con cũng tiện mồm con nói thôi, chứ thầy thì làm gì có tiếng dữ ạ. Thế khi khám cho ai? Có tiền không? Chứ biết bệnh gì mà đã hỏi tiền rồi. Cái tánh của tôi thế đấy. Vì à? Ơi, thầy ơi. Như thế là hay đấy. Dạ. Khoái tính của thầy đấy, như thế là giỏi đấy. Được không? Cứ chữa đi, bao nhiêu tiền tôi lo hết. Dạ. Phải thế chứ. Này, nhìn thấy biết ngay. Ừ. Là yếu. Ừ. Mà cái đấy nó dùng. Cho nên là phải rút. Rút. Rút cái gì? Thế nhà ông nghĩ là rút cái gì? Rút kinh nghiệm chứ rút cái gì? Tớ cứ nghĩ rút là rút. Mà này, rút kinh nghiệm như thế nào? Về à? Cứ thế mà làm. Về thôi. Chúng con biết dạ, rồi. Dạ vâng ạ. Thế con xin phép thầy để con đưa ông con qua sông ạ. Lại qua sông. Nhà anh nói nốt câu đi. Qua sông thì về tới nhà. Thôi. Dạ vâng. Chào thầy. Vâng. Lắm. Lại nhà. Hơi một tí là qua sông. Ở đây.
Thầy trò qua sông thật rồi. Ơ, mình đã lấy đồng nào đâu? Này, mình đi đâu đấy? Tôi ra ngoài dịch cân kinh một tí. Gơm thì vừa mới vẩy xong thì giờ lại định ra ngoài đấy vẩy tiếp à? Vẫn dư sức mà. Đi vào đây với tôi. Để tôi ra, cứ vào trước đi. Tôi vẩy một tí xong tôi vào. Eo ơi, khỏe thế á. Tôi bảo này, cái ông thầy làm ấy có cái mẹo hay quá cơ mình ạ. Ngày mai là tôi phải thưởng thêm cho thằng Nô đấy. Thế mình ra mình vẩy một tí rồi mình vào với tôi luôn nhá. Này hôm nay trời gió lắm đấy. Đi đi. Nỡ mà. Mà lão này có vẩy đêm bao giờ đâu nhỉ. Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Vừa rồi không phải vợ mình. Ông vừa nói cái gì đấy? Nói cái gì? Nói. Tôi đang nhìn xem trong chum này có con chuột nào không. Chum này có con chuột nào không à? Không khai thật ra nhé, thì tối nay ngủ ở ngoài này với chuột. Này. Sao? Ông có khai ra không? Ông vừa nói gì? Thầy Lang bên làng bên ấy có nói là muốn cải thiện cái chuyện kia ấy, thì mỗi lần xong ra đây nói vào cái chung là vừa rồi không phải vợ mình, vừa rồi không phải vợ mình, vừa rồi không phải vợ mình. Ôi trời ơi, thế hóa ra là ông tưởng tượng ra không phải là tôi nên là ông mới. Trời ơi, tôi nói cho lão biết nhá, cả lão nhá với cái thằng lang băm kia thì chết với tôi nhá. Trời ơi. Cửa thế này chán thật đấy, Tết nhất đến nơi rồi. Ông đâu? Đâu rồi? Đi đâu hết cả rồi? Tôi đây. Đi ra tôi bảo đây. Trời ơi, có cái gì mà sớm ngày ra. Ông nhìn đâu nhà đi? Cửa xem. Nhà cửa Tết nhất đến nơi rồi, không sửa sang cái gì gọi là có. Nhà thế này, xác xơ thế này à? Thì cũng đã đi đòi nợ rồi, nhưng mà có đòi được nhà nào đâu. Trời ơi, đúng là ông yếu này. Yếu đủ thứ. Tôi nói cho bà biết, cái gì cũng yếu. Bà cứ chê đi, tôi yếu mọi thứ. Nhưng mà tôi chỉ cần khỏe một thứ bà vui là được rồi. Trời, khỏe gì? Khỏe cái gì? Hả? Trời ơi, khỏe cái gì? Tôi biết đấy. Ông biết, tôi không cần biết. Hay là ông đòi được tiền? Ông cho con hến rồi, hả? Đúng rồi, tôi con trai này đã bỏ sư rồi, hến đi ốc gì ở đâu nữa. Cẩn thận đấy. Yên tâm. Không là liệu cái thân hồn đấy. Bà yên tâm. À đây rồi. Con bẩm ông, con bẩm bà. Thằng này, dạ. Mày chết dẫm chết bẩm ở đâu từ sáng giờ hả? Bây giờ mày về hả? Hả? Dạ con nghe lời ông với bà, con đi đòi nợ. Tiền đâu? Thế nhưng mà dạ thưa ông bà, con không hiểu năm nay mưa lũ dân tình đói kém thế nào mà con chẳng đòi được nhà nào cả. Tại sao mày lại không đòi được nhỉ? Ta có nhiều cách để đòi tiền cơ mà. Mày đòi người ta, mày quát mắng người ta không được thì mày năn nỉ người ta. Năn nỉ không được thì mày dọa dẫm người ta. Miễn làm sao mà tiền về đây cho bà là được chứ. Mày đi từ sáng đến giờ, thôi mày đi luôn đi. Dạ thưa bà, thưa ông,
có nhà thằng Thân. Thân sao? Nó không hiểu sao con đòi mãi nó không giả chủ dù một cách nào cả. Tại sao nó không giả? Mày dỡ nhà nó về đây cho bà. Mày đến mày dỡ luôn nhà nó về đây cho ta nhá. Ông thằng này sang dỡ ngay nhà nó về đây cho bà. Giời ơi, nhìn cả yếu đủ thứ. Hỡi mấy người thục nữ kia ơi, lại đây anh mới kể cái bài ngược đời cho mà nghe. Chạch mây châu thời cắn cổ bà bà, một lũ đàn bà đuổi bóp vú đàn ông. Người nằm xuống để cho lợn nó cạo lông, một chục quả hồng nuốt bà lao tám mười. Ấy hôm nay con vắng vẻ quá nhỉ. Dạ. Cuối tháng đi đám thế này mà lại ăn thịt chó trời lạnh thế này thì chỉ có mà ngon tuyệt. Tuyệt quá ông ạ. À mà ông ơi, hả? Ông nhớ phần cho con miếng dồi chó nhá. Mày trông như khúc dồi, ăn dồi chó làm sao mà cao được. Phải ăn lòng chó, ruột chó, muốn dài phải ăn lòng. Nhà có đám. Mắt tao sáng. Ui dồi ôi ông ơi, không mù không mù. Khua khua cái gì, không phải thầy bói nào cũng mù đâu. Tao sáng mắt sáng lòng lắm. Nhà có đám đấy. Đám nào? Đám ai? Đám của nhà mình ấy. Nhà có đám. Ông ơi, lão thầy bói vào nhà mình có đám. Ta đang sống khỏe mạnh sờ sờ thế này nhà có đám. Lão tuất rồi. Đi. Đứng lại. Ông không tin là ông chết đấy. Ông tuổi gì nhỉ? Ta tuổi tuất. Tuất. Tuất là mệnh hỏa. Tuất là chó, hỏa là lửa. Tức là chó thui đấy. Thành thui chó là chết đấy. Ui ông ơi, lão ấy bảo ông là chó thui. Để ta xem cho. À, lá trầu này tương ứng với lá số của ông đây này. Năm nay ông có 3 sao hung tinh chiếu mệnh. Nó đứng vào nhau thành cái hình sọ đầu lâu như thế này là ông đi rồi đấy. Đúng hình đầu lâu không ạ? Nói cho ta xem, cái hạn gì và tại sao ta lại bị như thế? Đây này, nhà ông ấy, cái đáng thờ thì không thờ, mà đi thờ cái chỗ không. Cái bát hương ấy, cái bát hương mà ông đang thờ ấy, nhang tàn khói lạnh, thờ không đúng, không có ai về đâu. Cái bát hương nên thờ ấy, là bát hương ở dưới đất này này. Nhà có cây hồng xiêm đúng không? Đúng rồi. Đúng. Dưới gốc cây hồng xiêm, cách gốc chính 2 gang, có một cái bát hương nên thờ tự. Các cụ để lại cho ấy, mà không biết đường thờ cúng. Để cho cái rễ của cây hồng xiêm nó đâm vào bát hương, nó chọc vào đầu các cụ. Các cụ đau đầu đấy. Các cụ mới đánh vào cái đầu này này. Úi dồi ôi ông ơi, thả là ông toàn kêu đau đầu. Để nhắc đấy. Ờ đúng rồi, úi dồi ôi. Mà để các cụ điên nữa lên là các cụ oánh chết đấy. Âm khí là đầy trên mặt này. Chả mấy mà đi đâu. Ta làm phúc thôi. Ta làm phúc thôi, ta chả lấy đồng nào. Ta cũng chẳng được gì. Ta cũng chả mất gì cả. Nói tin thì tin, chả tin thì thôi. Không tin về đào đấy. Xem ta nói đúng hay sai. Thôi được rồi, về thế này. Bây giờ ta cứ đi đám đã nhá. Ngày mai ta sẽ đào theo hướng của ông ta chỉ. Nếu như đúng có cái bát hương dưới đấy, ta sẽ thưởng. Còn nếu không ấy, ta đi đầu xuống đất. Nhớ đấy. Chết đấy. Nói sai là chết. Khăn là gần bay xa tha, bay bổng thấy áo à.
ăn đừng bẻ thấy trẻ đừng chơi hàng quá chớ ngồi đi cho trong vanh lành quần lành áo thì chạy cho xa. Đây ông ơi. Nhà chúng nó trong này này. Rồi, mày đứa dẫn ông vào đây. Ông để con gọi. Rồi. Vợ chồng đang thân có nhà không nhỉ? Vợ chồng như thằng thân đâu rồi? Để ông gọi. Vợ chồng nhà thằng thân đâu rồi? Dạ dạ, bẩm ông Phú con đây ạ. Mày thấy chưa? Ông gọi một cái là ra ngay. Mày giả nợ cho ông ngay. Mày có định giả nợ cho ông không? Dạ 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 con có ạ. Thấy chưa? Nó có trả thế sao mày bảo không trả hả? Thế mày trả nợ cho ông ngay. Nào, trả nợ cho ông nào. Dạ, trả thì con có trả. Nhưng mà ông cho gia đình nhà con cất đến ra riêng ạ. Ơ đấy, ông thấy như con bảo mà. Này, thế ông hỏi vợ chồng nhà mày nhá. Khi vợ chồng nhà mày sang vai ông, vác cái mặt sang vai ông ấy, vợ chồng ông có nói với vợ chồng mày là ông khất để giờ lúc nào ông có ông trả không? Ông cho vay không? Dạ, ông thông cảm. Năm nay dịch bệnh đói quá nên ông thương tình ông cho nhà con khất đến ra riêng ạ. Thương tình? Thằng chồng mày đâu? Dạ, nhà con ốm đang nằm trong nhà ông ạ. Ốm à? Ốm cũng bảo nó dậy đi làm, lấy tiền trả ông. Đấy. Ông truyền cho mà biết nhá, 30 Tết không mang tiền sang trả ông ấy, ông cho người đốt nhà. Về. Dạ ông về ạ. Cái gì? Con non con này người nó cũng được. Hay là ông bắt nó về hầu hạ ông. Úi dồi. Mày xui dại ông à. Mày biết tính bà rồi. Bắt nó về. Bà cắt hết ông. Về. Dạ ông Phú về ạ. Mày nhớ đấy. Đây vào đây. Vào đây. Theo như lời lão thầy bói nói, trong vườn nhà mình dưới tán cây hồng xiêm đích thị là chỗ này. Bây giờ mày cứ đào lên cho ông xem. Nếu như ông không thấy cái bát hương ở dưới này thì ông ra ngoài đấy, ông sẽ xử lý thằng thầy bói cho nó mất nghề luôn. Vâng. Nhá. Đào đây hả ông? Ừ, đào đi. Đúng chỗ này hả ông? Ừ. Anh ấy... Sao? Anh bảo ông ơi. Cái gì? Sao có chuyện gì? Con nghĩ nó thế nào? Sao? Chứ ai đời mà cụ nhà mình ngu thế. Cái thằng cụ nào? Bây giờ ông thử nghĩ mà xem. Các cụ nhà mình ý, bát hương là phải để trên bàn thờ. Chứ ai lại chôn cái gốc cây hồng xiêm bao giờ? Nhưng mà lạ thầy bói nói rồi, nếu mà ta không tìm được cái này mang đi thì ta sạt nghiệp ta chết. Thôi cứ đào đi. Thì con cứ đào nhá. Ừ. Đằng nào cũng đào rồi. Ừ. Mất công con. Ừ. Nếu mà không có ấy. Sao? Thì có cái lỗ sẵn này rồi. Ừ. Ông mà có đi thì con mất công đào. Ông đi vả vào mồm mày bây giờ. Thôi con đào ngay đi ạ. Đào đi. Ôi trời ơi. Ông ơi. Cái gì? Cái gì? Thấy à? Thấy rồi. Đất ạ. Đất thì cái thằng đào tiếp đi. Ôi ôi ông ơi. Cái gì? Cứng 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 lắm. Cứng à? Chắc là con thấy rồi. Bớ vâng. Cẩn thận khéo vỡ. Dạ. Nếu đúng không? Đấy. Ui đây ông ơi, đây rồi, thấy rồi. Ui ôi. Ui rồi này. Ôi ông ơi, đây rồi ông ơi. Ui rồi ôi. Đúng là bát hương thật ông ạ. Ui rồi. Đúng là cái bát hương thật thôi. Để cái lão thầy bói giỏi quá. Vâng. Giỏi thật đấy. Để tao ra gặp lão ấy. Thì con đi mấy ông. Ừ. Đi nhanh lên. Đúng là các cụ nhà ông ngu thật. Chôn thật. Ôi ông ơi, sợ quá ông ơi. Đâu rồi? Đâu rồi?
rõ ràng. Đâu vẫn rồi? Ngồi đây mà ông. Ừ. Ồ. Sao thế nhỉ? Không thấy đâu nữa ông ạ. Thế là sao? Ôi ông ơi, con nghĩ à, có khi ông thầy bói này là tiên giáng trần xuống đây cứu giúp đời ông để ông không đi đấy. Ôi giời, tiên giáng trần à? Vâng. Ôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, ơi. Thế bây giờ cái bát hương thì con đào được rồi. Ừ. Thế nhưng mà cái hố con đào ấy, ừ, thì có lấp đi không? Hay là sẵn tiện đấy để dành cho ông sau này? Mày vớ vẩn thế. Dấp đi nhá. Dạ. Ừ. Thôi bây giờ ta đến đây để cảm ơn mà không thấy. Vâng. Thì đúng như mày nói là tiền giáng trần. Thôi ta khấn xong người ta, ta về, ta lấp cái hối lại nhá. Vâng. Thôi thôi ông khấn xong các ông con mình về. À, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời mười phương chư Phật. Khấn là gần bay xa ôi, là bay bổng thấy hoa đừng vẻ thấy trẻ đừng chơi hàng quan chớ ngồi đi cho trong vánh lành quần lành áo thì tránh cho xa tao không mù mắt ta sáng lòng ta trong. Ôi ông ơi không mù, tiên giáng trần không mù. Thế nào ta có phải đi đầu xuống đất không đây? Không không không, thầy nói rất đúng, đúng là hai gang tay cách góc hồng xiêm ạ. À. Ôi, về hướng Bắc, đúng như thế ạ. Thầy đúng quá. Đây hả? Vâng ạ, à, đến đội ơn thầy, chúng con đội ơn thầy ạ. À. Tìm thấy rồi đấy. Vâng. Nhưng mà hỡi ôi, tiếc thay. Sao mà tiếc thay cái gì ạ? Ông vẫn đi đấy. Ôi giời. Ôi, thầy ơi, sao vẫn ông... Vẫn đi rồi. Ông con tìm được bát hương rồi mà vẫn đi ạ. Là thế nào? Vũ trụ sinh ra vạn vật. Vạn vật đều có sinh linh. Ví như cái này nó cũng có sinh linh. Con người chúng ta có sinh linh. Con người có anh em, có cha mẹ, có bạn bè, có các mối quan hệ ràng buộc. Thì cái này nó cũng có anh, có em, có bè, có bạn. Có thâm, có tình. Tìm được nó rồi đấy. Nhưng vẫn còn thiếu. Vẫn thiếu. Chưa tìm được anh em của nó đâu. Ơ thế? Nó vẫn còn sân hận lắm. Nên nó sẽ vẫn giết chết ông đấy. Ôi trời ơi, thế. Mong thầy cứu con lần nữa. Mong thầy cứu. Anh nó là ai? Thầy đã ra ơn làm phúc một lần thì thầy làm phúc lần nữa đi ạ. Sao ạ? Thiên cơ bất khả lộ. Ta làm phúc thì ta lại... À, phải tội ạ. Chính thế. Ta không lấy đâu cất. Chà, đi. Không, đây là lòng thành của con. Ta không lấy. Đây là lòng thành cất, của con ạ. Cất. Thầy cầm. Cất đi. Cầm thế này ta cầm thế này ta phải tội lắm đây này. Ừ. Chả thể nào làm khác được. Ừ, thôi được rồi để ta giúp. À. Người anh của nó là một cái chum. Một cái chum mà. Một cái chum nhưng hỡi ôi số phận. Hạt sa xuống giếng, hạt rơi luống cày. Có thứ thì được bày lên trên ban thờ để thắp, có thứ thì vẫn nằm sâu dưới lòng đất. Còn hỡi ôi người anh của nó thì đang bị đựng tương. Nhưng mà... cái thứ cay, cái thứ mặn chát. Mà, thầy ơi, cái làng này là làng làm tương rất nhiều chum. Thì biết đâu là anh nó ạ. Đúng rồi, nhiều chum lắm ông ạ. Ở đâu? À... Thôi, mang về nhà ông ở cúng, mang về nhà ông ở thờ. Ừ. Đi. Ông để con. Vợ chồng thằng thân có nhà không? Ôi đừng lại.
Ông ơi, nó đây rồi. Không phải trốn, không phải chạy. Dạ dạ. Bẩm ông, ông thông cảm cho nhà con. Mấy ngày hôm nay nhà con đi vay mượn khắp nơi nhưng mà chưa đủ ạ. Ông biết rồi. Hôm nay ông sang đây không phải đòi nợ. Thế ông sang có việc gì ạ? Ôi ông ơi. Sao? Dạ, con là gái đã có chồng ạ. Ừ, ông biết. Ông biết là mày là gái có chồng rồi. Nhưng mà hôm nay yên tâm, ông sang đây không phải vì tình mà cũng không phải vì tiền. Ờ, thế ông sang đây vì việc gì ạ? Ông sang đây vì cái chum. Vì cái chum ạ? Ừ. cũng sắp sửa Tết rồi. Dạ. Cho nên ông sang đây, ông làm điều phúc đức cho vợ chồng nhà mày. Ông sẽ xóa toàn bộ nợ. Ông lấy cái chum này. Ôi, thật thế hả ông? Ừ. Nhưng mà ông ơi, cái chum này nhà con là các cụ để lại chỉ để đựng tương thôi. Có đáng giá bao nhiêu đâu ạ? Ừ, ông nói thật. Ông làm điều phúc đức thật cho vợ chồng nhà mày nha. Thôi, bê cái chum về. Phúc tổ 70 đời cho nhà mày đấy. Ông về nhá. Ông nói thật ạ? Ừ. Dạ, con đợi ơn ông ạ. Con đợi ơn ông ạ. Ông Phú về ạ. Cô Dần ơi. Cô Dần ơi. Dạ, dạ bẩm thầy. Lão Phú vừa sang đây đúng không? Dạ đúng ạ. Tình hình cái chuyện ta bảo thế nào rồi? Dạ bẩm thầy, đúng như lời thầy dặn, con đã làm như thế ạ. Bê cái chum về. Phúc tổ 70 đời cho nhà mày đấy. Ông về nhá. Ông nói thật ạ? Ừ. Dạ, con đợi ơn ông ạ. Con đợi ơn ông ạ. Ông Phú về ạ. Vợ chồng con đội ơn thầy. Nhờ có thầy mà ông Phú đã xóa nợ cho vợ chồng con. Chứ nếu không thì Tết này gia đình con chẳng biết làm thế nào ạ. Không phải đội ơn. Cái việc đó là việc tốt ta nên làm. Cũng là cái việc để cho ông Phú ông đỡ gây nghiệp. Ừ thế này. Đây. Này. Dạ. Này. Vẫn là tiền của ông Phú. Dạ, dạ, dạ thôi ạ. Cầm lấy. Dạ. Cầm lấy mà lo cái Tết cho nó tươm tất. Ui, thầy ơi, con không dám nhận đâu ạ. Con đội ơn thầy vì thầy đã giúp gia đình nhà con xóa nợ. Nhưng mà con không dám nhận đâu ạ. Cầm lấy, không phải đội ơn, đội phước gì hết. Ta về đây nhá. Dạ, con đội ơn thầy ạ. Thế là năm nay vợ chồng con có cái Tết rồi ạ.